Kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay xin kính chào quý bà con và các bạn. Xin mời quý bà con và các bạn đến với bản tin được phát trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay của chúng tôi. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn hãy ủng hộ kênh một like, một đăng ký. Chúc quý bà con và các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh. Lâu nay, Philippines là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Ngoài thị trường Philippines ra, thì các thị trường khác cũng đang trên đà tăng trở lại nhập khẩu gạo từ Việt Nam. Theo như dự báo trước đó, quý 2 2022 tiếp tục sôi động trong xuất khẩu gạo đi thị trường nước ngoài, bao gồm cả thị trường châu Phi. Trong thời gian qua, bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của thế giới đã làm tăng cao nhu cầu tích trữ lương thực của các nước, làm cho giá lương thực liên tục bị lên cao, trong khi đó hàng hóa không hề bị thiếu hụt. Tiếp theo sẽ là bản tin chi tiết giá gạo của ngày hôm nay. Khu vực An Giang, giá lúa tiếp đà đi ngang. Nếp An Giang tươi 5.600 đến 5.800 đồng một ký. Nếp tươi Long An 5.400 đến 5.500 đồng một ký. OM18 5.900 đến 6.000 đồng một ký. OM5451 5.600 đến 5.800 đồng một ký. Đài Thâm 8 5.700 đến 5.900 đồng một ký. Lúa Nhật 8.200 đến 8.500 đồng một ký. Lúa OM380 5.400 đến 5.600 đồng một ký. IR50404 khô 6.000 đồng một ký. Nàng Nhen khô 11.500 đến 12.000 đồng một ký. Nàng Hoa chín 5.800 đến 6.000 đồng một ký. Khu vực Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu giá lúa dao động từ 5.600 đến 5.800 đồng một ký. Một số loại lúa chất lượng cao như RVT, ST4, ST25 giá từ 7.400 đến 7.700 đồng một ký. Lúa tươi với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu IR504 tăng 250 đồng lên 7.950 đến 8.150 đồng một ký. Gạo thành phẩm IR504 tăng 100 đồng lên mức là 8.400 đến 8.600 đồng một ký. Cám IR504 còn 7.800 đến 7.900 đồng một ký, giảm 100 đồng một ký. Cám khô thì còn được 7.850 đến 7.900 đồng một ký, giảm mạnh 250 đồng một ký. Tại chợ lẻ, giá gạo không có biến động. Gạo thơm Jasmine 15.000 đến 16.000 đồng một ký. Gạo sóc thường 14.000 đồng một ký. Nếp ruột 14.000 đến 15.000 đồng một ký. Gạo thường 11.000 đến 12.000 đồng một ký. Gạo nàng nhen 20.000 đồng một ký. Gạo thơm thái dài 18 đến 19.000 đồng một ký. Gạo hương lài 19.000 đồng một ký. Gạo trắng thông dụng 14.000 đồng một ký. Nàng hoa 17.500 đồng một ký. Sóc thái 18.000 đồng một ký. Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng một ký. Gạo nhật 20.000 đồng một ký. Cám 7.000 đến 8.000 đồng một ký. Trên thị trường thế giới, giá chè bán gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin giá cả thị trường về giá lúa gạo của ngày hôm nay. Quý bà con và các bạn thấy kênh hay, ý nghĩa thì đừng quên để lại bình luận của mình bên dưới video, cũng như đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để không bỏ lỡ những bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn trong những bản tin kế tiếp.